Alo, alo anh em ơi, nhân dịp khai trương shopgvtv.com thì mình sẽ giảm giá cho anh em 70% vòng quay, nụ hữu kim cương lên tới 80%, giá siêu rẻ siêu khủng, mọi người hãy đến ngay với shopgvtv.com nhá. Thôi toàn. Mọi người thấy sao, tóc mình đẹp không mọi người? Trời ơi. Thì hôm nay chiều, hồi chiều thì mình có xin của Mr. V là cho mình đi làm tóc ở ngoài tiệm. Bây giờ cùng Mr. V chắc đang ngủ ở trên nhà. Hồi nãy mình gọi điện mình chả thấy nghe máy gì hết. Thế là mình phải gọi gì mình ra mở cửa. Nên là mình bên cạnh đó thì mình đã sắm sửa một đống, nào là băng keo cá nhân, bông gòn, rồi thuốc đỏ các thứ. Đoán ra chưa, không phải là bị tai nạn đâu nha, mà mình cho là mình đi sửa mũi mọi người. Nani? Sửa mũi với lại là gọt cằm. Thì mình hay kiểu hay nói với mọi người là mặt mình rất là nồng, mọi người thấy không? Nên là mình xin mọi người đi gọt cằm mọi người. Bây giờ mình thực ra là mình cũng chỉ mới coi trên mạng mấy cái trò chôn này thôi, mình cũng chưa biết làm sao hết đó. Còn cái này là mình mua đại thôi, không biết là đúng hay sai nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào công việc là sửa sạch cho gương mặt của mình nha. A few moments later. Xin chào mọi người, trời ơi, mình làm cả 15-20 phút đó mọi người mới xong cái mặt này luôn á. Ghê chưa? Mình rất là phiền tí mà. Tại vì mình không có mất thành mỹ mọi người. Nên là bây giờ mình sẽ tạm cho đi mọi người trong nó hủy viên đáp đây. Máu cái kiểu luôn, nhìn mưa quá à. Nó cứ rớt lên rớt xuống luôn á. Nên là mình sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với mọi người. Bây giờ mình sẽ lên phòng để hù mọi người một phiên. Sao đây? Đứa nào đọc? Đứa nào đọc? What? Còn mình đâu, không có mặt rồi. Nhưng mà đứa nào đọc em? Sao bị đập? Nhưng mà bọn mình đâu, anh xin ngồi kia đi một chợ mắt của tao. Nhưng mà đứa nó đập em. Anh mới nghe mấy đứa kêu là em bị thằng đứa nó đập đúng không? Thằng nó đập đúng không? Không có đâu. Và thằng nó đập tới mức mà bầm dập cái này. Không có đâu. Làm sao đập, bị cái gì mà đập tới mức bầm dập cái này hả? Không phải. Em làm gì? Không ai đập hết chứ. Mấy đứa nó mới lên nói với anh đang ngủ, bọn nó đập banh dậy nó kêu là anh đứa nó đập bầm dập cả mũi máu me le này. Từ cái gì? Em tự đập em á hả? Nói cứ nói anh ra anh đập cái cha luôn. Không, anh có la em đâu, gì đứa nó đập em cứ nói với anh chơi nó liền. Nhưng mà làm sao? Đứa nào đập? Thằng nào? Anh đừng có làm em mọi người. Thằng nào đập em? Thằng nào đập em? Cái gì? Nói to to lên coi. Bọn đi bóp, bọn đi bóp mà. Cái gì? Em nói to to lên coi. Em đang làm gì cơ? Bọn đi sửa không? Bọn bị ngọng đây, bọn đi hút mỡ. Cái gì ghê vậy? Mỡ xong rồi bằng nhọn quá nên phải nung mũi lên. Tại vì nung nếu mà hút lên mũi nó bị tiền. Cái gì vậy em? Có đâu? Đâu? Anh cũng như anh đâu? Con nói không chuyện đi chưa? Em làm cái thò gì đấy? Nhưng mà cho bạn nó một tuần là nó sẽ đẹp. Đẹp đẹp khỉ chó gì đẹp. Muốn chơi thủ cao à? Hả? Không phải do anh à. Mấy bố vừa đã hỏi anh là có đường đi hút mỏ nặng không? Anh bảo là được. Nên là bố mới đi hút xong rồi. Nhưng mà hút thì mũi nó bị tiền xuống. Cái gì trời? Lại hồn, lại anh Quỳ. Anh Quỳ, anh lại em luôn á. Không sao, nó bị hận mũi của anh
Thế mà mấy đứa nó mới bảo với anh em đứa nào đập. Rồi. Nào. Một tuần đi. Một tuần hay là 10 tuần nhưng mà đâu mới ra cái trò đi phẫu thuật thẩm mỹ trời. Nhưng mà cái này là làm cái gì? Cái này là làm cái gì? Nếu mà nói cho nghe nha. Nếu mà nâng mũi lên nó mà hai cái gò má mà bị tè quá thì phải nâng gò má. Không thể đập, ngày mai lại đi đập gò má ra đâu. Lại em luôn á. Chơi mấy cái trò này đúng. Đây, con này. Đâu mà mình đừng có nhìn kỹ mà mình đâu. Chảy máu mà đi thấy. Em đi em làm cái trò này về xong bắt đầu em ngồi em khóc đúng không? Ai bày? Ai bày? Khoanh tay lại. Không biết đâu mà. Sao em móc vào khoanh tay? Đau cái mặt chứ không có đau cái tay. Trò này ai bày ra, đứa nào bày cho em đi làm cái trò này. Nó trò cho mũi gọi là mũi gọi hư luôn á. Trò hư luôn. Thẳng như thẳng pizza luôn. Không hiểu luôn á trời. Tính là mũi thì ai về nhà ai cũng khen cao. Bố mẹ đồ cũng khen cao. Im lặng để nói. Bố mẹ đồ đã khen cao rồi. Mặt thì cũng được rồi. Thế thì chiều bảo đi làm tóc xong rồi bây giờ về đập hết cả mũi cả mặt thế này à. Im. Ai cho cái gì mà mặt nặng? Không ai làm cái gì để em mặt nặng hết á. Đau quá. Đi ra đây coi. Đau không? Cười. Đau không? Mà sao đau? Nó khóc. Nó vô duyên đấy nhở. Rõ ràng là tự đi nâng mũi không có ai bày cho nâng mũi hết rồi. Về đây nói nhiều làm đúng không? Cười. À, không hiểu không nhở? Trong cái nhà này làm gì có ai mà đi nâng mũi giống em đâu. Thì em khóc thì kém. Hết bao nhiêu tiền? Bao nhiêu á? Không bao nhiêu là bao nhiêu? Em có biết là 200 triệu là được bao nhiêu không? Quỳ chứ lúc mai đi phẫu thuật cao chân. Không, thà em đi kéo chân thì anh không nói. Cái mặt thì đã đẹp rồi. Mà còn bay nào? Đưa đòi cho thiên hạ. Đưa đòi cho người ta. Đây là phẫu thuật mũi đó hả? Ừ. Thấy ghê vậy. Mai là mũi nó như vậy. Tôi phải lại hồn một tiếng. Nhưng mà anh phải cho bọn đi nâng gò má rồi nha. Tại phát là xéo háng liền nghe chưa? Tại phát là xéo háng liền nghe chưa? Ai bày cho cái đầu này? Đứa nào bày? Sao anh đập nó liền? Hơi lắm. Đứa nào bày? Đứa nào bày cho em đi làm cái trò này? Nói. Đứa nào không có tự học ở đâu cái trò này? Học trên mạng làm cái gì? Học của Yến Nhi để làm cái gì? Vui gì? Nhưng mà đâu con Nhi nó có đi đập mũi đâu. Thì đúng rồi là sao? Thì đúng vậy đó. Vậy đó là sao? Vậy đó ăn coi chưa? Chưa. Nhưng mà mấy bữa nay anh gặp con Nhi nó có đi đập mũi đâu mày quay. Nó có đập bằng nhau là nó của nó là 500 triệu. Là qua ngày sau là luôn, bỏ có tiền. Và làm hai món 200 triệu là một tuần sau nó mới làm. Em đừng có mà mồm điêu. Con Nhi lương tháng là bao nhiêu? Con nói thiệt. Nhưng... Ui... Nhưng ôm hôn ấy không. Con nói thiệt. Tổng giờ này là để em chửi xem lá rồi thích làm gì làm. Không có ôm hôn hút hít gì hết. Bây giờ cũng không muốn hôn vào máu không. Đau không? Để tuần sau mà đi con mà đi kiếm thằng khóc. Ok. Giờ lên nằm ngủ đi. Cái này mới là ngấy ngày thôi chứ một lần. Nhưng mà cái này không ăn được. Nó hả? Mình đang không to được. Thì không ăn thì ăn cháo. Lên nằm ngủ. Cái này phải hút cháo mới được. Rồi lên, em cứ lên nằm ngủ đi. Bây giờ bây giờ ở đây bị thế này rồi thì thôi lên nằm ngủ đi. La là la nhé, thương không thương. Chị muốn đẹp không thôi.
Cái gì? Nói gì nói to lên. Em nói gì đây? Em đứng ra. Không chơi cây. Đưa nó bài cho em. Đưa nó bài cho em. Làm mấy trò trôn này. Tại sao làm mấy trò trôn này? Tại sao đấy? Đồ. Sửa mũi, sửa đồ. Hay là muốn đi làm thật? Thích đi làm thật thì làm đi. Thôi. Đắp lên là tuần sau là nó mũi nó cao lên á. Đi cho ra chơi. Hôm nay đang mực bội con người. Làm mấy trò. Gì vậy, nhìn gì vậy? Tao, tao chúc mừng mày đã bị chôn. Thế rồi, nãy giờ anh nóng lắm luôn á. Thôi bảo ra bộ làm chơi. Không biết gì đâu. Anh ra bộ. À, trời ơi, thương bộ nhất trên đời luôn á trời. Thôi đi, đừng có tiêu. I love you, chica mò. Đừng có tiêu. Cái gì ní à? Hả? Rồi, ok, rồi. Thương. À, thương nha. Trời ơi, con ngân đi thích đi sửa mũi, sửa tẹt, đi sửa thẹt ra. Đó, đó, mình ngày bình thường cũng vậy đó. Lúc mà mình làm thiệt á thì la như quỷ cầm cây xuống. Cầm cây xuống là tưởng em bị thằng nào đâu. Thôi, đừng có tiêu. Thật mà.